Con xe này khi mà ở trong thời kỳ hoàng kim thì giá tiền của nó rất là cao và hầu như không phải là dân chơi nào cũng có thể mua được nó. Đây là chiếc xe BMW 320i được sản xuất vào năm 2013. Anh chị có thể xem con xe này với tông màu chủ đạo của em nó là tông màu nâu đất, có hai lỗ mũi được thiết kế rất là đẹp luôn anh chị nha. Và xe là biển số tại Sài Gòn, biển số trắng cá nhân sử dụng từ 2013 đến nay. Nhưng mà anh chị xem này, đồng sơn nước sơn rất là bóng, và ngoài ra thì các cái mép nối cũng như là các cái đường dập thì khá là thẳng. Ê, con xe này thì cũng vừa mới được thay lớp thôi anh chị, được thay vào tuần thứ 33 của 2022, cũng giữa năm 2022. Và lớp xe đây có thể thấy còn rất là dày luôn. Và bây giờ anh sẽ mở cái nội thất ra cho anh chị cùng xem nha. Này, ở phía bên trong nội thất thì như anh chị cũng có thể thấy thì xe này với tông màu chủ đạo của em nó là tông màu kem anh chị. Tất cả cái keo chỉ ở bên cửa là còn nguyên zin nguyên bản luôn anh chị ha. Xe thì chúng ta cũng có điều chỉnh gương tự động nè, cũng như là ghế là ghế da, được nhớ hai vị trí ghế ghế chính điện luôn. Đây, ghế rất là căng và ghế khá là đẹp nè, anh chị có thấy không, có thảm sàn cao su và thảm sàn quắn luôn. Đây là vô lăng nè anh chị, có tích hợp các phím bấm điều khiển màn hình kế bên. Và ngoài ra thì không phải một mình chỗ của vô lăng không, ở phía bên người phụ chúng ta cũng có một bảng điều khiển màn hình. Xe này thì là hộp số tự động và có ba chế độ lái anh chị nha, có cả màn hình luôn. Từ 2013 đến nay nhưng mà xe mới đi có 116.000 km thôi anh chị. Dán phim cách nhiệt loại tốt toàn thân xe, có cam hành trình phía sau cũng như là camera lùi cho anh chị luôn. Đây là hàng ghế phía sau thì anh chị có thể thấy ha, rất là sạch sẽ và cũng khá là rộng rãi. Ở hàng ghế sau thì mình cũng có cửa gió điều hòa luôn. Đó. Con xe này bánh của nó là bánh 5 đao anh chị nha. Và ngoài ra thì ở sau đuôi xe mình có phần cảm biến da cũng như là đã có luôn cả camera lùi luôn nè. Đó. Đây là keo chỉ ở phần cốp xe đây. Mình có thấy ha, đuôi xe là cũng còn nguyên zin. Và khi mà bán ra cho anh chị thì bên em sẽ đảm bảo chất lượng xe, là tình trạng xe là không đâm đụng, không ngập nước cũng như là không sửa chữa động cơ hộp số. Đây là khoang động cơ của chiếc BMW 320 đây anh chị, sử dụng động cơ Twin Power Turbo. Và con xe này thì anh chị có thể xem nha, khung sườn của nó rất là thẳng thớm cũng như là không bị đâm va cứng đụng gì cả. Đây là cái phần động cơ của xe này anh chị, rất là sạch sẽ luôn ha, không rò rỉ nhớt hay xì dầu gì luôn cả nhà mình. Và con xe này thì động cơ hoạt động cực kỳ tốt luôn, và xe này thì cũng chưa sửa chữa động cơ hộp số anh chị nha. Tất cả các cái lỗ hấp thụ xung lực của nắp capo này còn nguyên bản luôn. Xe thì chúng ta sử dụng thanh thủy lực để mà nâng nắp capo như cả nhà. Đó. Và nếu như mà anh chị nào đang quan tâm tới chiếc BMW 320i được sản xuất vào năm 2013 này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số là 0923466939 nha. Và số hotline này của em có Zalo luôn, cho nên là anh chị có thể liên hệ cho em mọi lúc mọi nơi. Xe bên em bán ra thì có giao mọi miền Tổ quốc cũng như là bao anh chị chết test trên toàn quốc luôn. Có phiếu xác nhận chất lượng xe cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không sửa chữa động cơ hộp số. Đó. Và ngoài ra thì con xe này bên em vẫn nhận trao đổi cũng như là thu mua lại xe ô tô của anh chị đã qua sử dụng, để mà anh chị có thể lên đời xe hoặc là đổi từ dòng này sang dòng khác ha. Bên em còn rất là nhiều dòng xe thì anh chị có thể vào phía dưới phần bình luận để mà mình xem các cái mẫu xe khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.